Chào mừng các bạn đã đến với kênh youtube Nhà Gió. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các nội dung thú vị mỗi ngày nhé. Gần đây trong phủ nhiếp chính vương đột nhiên xuất hiện rất nhiều lông hồ ly. Nhưng lại không tìm được chủ nhân của số lông này. Người hầu trong phủ đều lo lắng. Nhiếp chính vương rất ghét động vật, ngay cả ngựa cũng không thèm cưỡi. Nếu như chú hồ ly nhỏ này bị nhiếp chính vương bắt được, chắc chắn sẽ phải chết. Mọi người đều thay tiểu hồ ly toát mồ hôi lạnh. Ngược lại với sự lo lắng kia, Tiểu hồ ly lúc này đang thư thái núp trong một gốc cây rỗng. Chiếc đuôi xù thoải mái lắc lư. Trước khi xuống núi, tiểu hồ ly đã cá cược với sư phụ, nhất định sẽ có được người đàn ông lợi hại nhất thiên hạ. Cũng chính là nhiếp chính vương. Ban đầu, cậu không dám trực tiếp tiếp cận nhiếp chính vương, chỉ làm vài chuyện nhỏ để thể hiện sự tồn tại của bản thân. Ngày hôm nay lén lấy trộm bánh bao trong phòng bếp, ngày mai lại bỏ lại một nhúm lông hồ ly lên bàn làm việc của nhiếp chính vương. Tiểu hồ ly đã tính toán kỹ càng rồi, nếu như nhiếp chính vương trông thấy dấu răng và lông của cậu rồi hạ lệnh giết hồ ly thì cậu sẽ chạy về núi nhận thua với sư phụ nhưng một thời gian dài sau đó nhiếp chính vương không hề có bất cứ phản ứng nào thậm chí còn cất lông hồ ly của cậu vào túi thơm tiểu hồ ly vô cùng đắc ý ta liền biết nhân loại không chống đỡ nổi trước sự mê hoặc của hồ ly nhiếp chính vương còn chưa gặp mình đã bắt đầu say đắm rồi hồ ly nhỏ nào có biết nhiếp chính vương đã sớm phát hiện ra vị trí cậu lẩn trốn rồi hàng đêm hắn còn lén lút chạy tới, sờ trộm chiếc đuôi mềm mại xù xù, vuốt ve nốt ruồi son dưới mắt của cậu. Một thời gian sau, người hầu phát hiện nhiếp chính vương không hề có ác với hồ ly, dần dần cũng yên tâm. Tiểu hồ ly cũng cảm thấy thời cơ đã chín mùi, cậu vừa chuẩn bị biến thành hình người, để nhiếp chính vương phải ngạc nhiên về nhan sắc của bản thân, thì đột ngột nghe tin, nhiếp chính vương phải thanh hôn rồi. Tiểu hồ ly vô cùng buồn bã, trong thời gian này, cậu đã lén lút nhìn trộm nhiếp chính vương rất nhiều lần, Sớm đã bị người đàn ông anh dũng bất phàm ấy câu mất trái tim, chỉ là không ngờ tới sau cùng vẫn muộn một bước. Nhiếp Chính Vương sắp trở thành phu quân của người khác rồi. Tiểu Hồ Ly ủ rũ rời khỏi phủ Nhiếp Chính Vương, cậu muốn ra ngoài kiếm chút tiền để mua quà mừng tân hôn cho Nhiếp Chính Vương, cũng coi như viết một dấu chấm hết cho nhiệm vụ thất bại lần này. Ngày đại hôn, Tiểu Hồ Ly biến thành hình người, lần đầu tiên Quang Minh chính đại bước vào phủ Nhiếp Chính Vương. Đối diện với Nhiếp Chính Vương, cậu đỏ mắt lên tiếng vương ra có lẽ ngài không quen biết tôi nhưng mà tôi nhiếp chính vương nhìn chằm chằm nốt ruồi son dưới mắt của cậu cong môi cười ta biết em em là tiểu hồ ly trong vườn của ta nghe vậy tiểu hồ ly càng thêm khó chịu cậu đặt lễ vật vào tay nhiếp chính vương buồn bã nói chúc ngài và phu nhân bạch đầu giai lão nói xong cậu cố nhịn không để nước mắt rơi xuống chuẩn bị xoay người rời đi nào ngờ còn chưa đi được bước nào đã bị nhiếp chính vương ôm vào lòng Ánh mắt Nhiếp Chính Vương trầm xuống, khó khăn lắm ta mới dụ được em ra ngoài, giá y đã chuẩn bị xong cả rồi, em còn định đi đâu? Cảm ơn bạn đã xem hết video, nếu yêu thích đừng quên like share và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.